Phường Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Và hôm nay thì em Huỳnh có một cái lô mai con quấn rễ rộn xộn, đa dạng kiểu, chiều cao từ 35 cho đến là 60cm. Cây thấp nhất em Huỳnh khảo sát á là 35 cho đến là 60cm. Đây quý khách, có cái cỡ như thế này ha. Giá sẽ là 7.000 một cây, em không bao phí. Và 50 cây thì em tặng 2, 100 cây em tặng 3, em tặng 5. Và các cái kiểu đế nè, cả nhà thấy ha. Đó, 3 muối. Rồi, kiểu này. Đây, kiểu này nữa cả nhà. Đó, bằng là kiểu này. Kiểu này là kiểu như hình con sâu á. Kiểu này cũng rất là đẹp đâu quý khách. Rồi, hoặc là kiểu này ha. Nó lộn xộn kiểu nha cả nhà. Đó, hoặc là 2-3 muối như thế này đây. Đó, bí 2-3 muối à. Không có bí 4 muối nha cả nhà. Bí 4-5 muối á là không có. Rồi ha. Trong cái lô này nha cả nhà. Đây, cây thì nó mập mạp nè. Cây thì nó kích cỡ á là cỡ như ống hút. Ống hút nha. Quỳnh nhấn mạnh là ống hút. Với lại là giữa cây đũa ăn thì quý khách nhìn có thể thấy nè, nó phát tán chi cành nhánh rất là đều nha. Nhưng mà trong cái loại này là hàng dâm ra, rễ rất là phát triển rất là nhiều nè, nên nó cần hút nước, với lại là lá nó sẽ lượt bớt đi nha cả nhà. Về cả nhà thấy nó rụng lá ha. Và chúng ta có thể lãi một ít lá, chúng ta lãi phần nữa 50% lá cũng được nữa chúng ta trồng. Thì mai con quấn rễ cho dù nó rụng sạch hết luôn á quý khách, nhưng mà nó vẫn ra lá lại và rất là tốt. Thì đó là một cái điều mà Quỳnh gửi đi á, để cho cả nhà mình an tâm trong thời gian dài thì cây nó vẫn không ảnh hưởng gì nhiều. Khi đi á, là em Huỳnh vẫn trữ nước cho nó nha. Đó. Không có để khô ha. Nên là đến nơi cho cả nhà mình cũng rất là nhanh luôn. Quỳnh gửi đi cũng rất là nhanh luôn ha. Thì quý khách nào có nhu cầu thì alo cho Quỳnh. 7.000 một cây và em không bao phí vận chuyển. Em ship từ 30 cây và 50 cây tặng 2, 100 cây thì em tặng 5 ha. Đây quý khách thấy nè, nó có cái cỡ như vậy nha. Rồi mọi người nhìn nha, nó đều là cứng cáp hết và rễ đẹp nè, cành nhánh đẹp nè cả nhà. Đó, nhưng mà nó có cái kích cỡ là từ 35 cho đến là 60. Còn cái chột thì cỡ như ống hút và giữa cây đũa ăn. Rồi rễ thì rễ như thế này. Đó, rễ thì đủ kiểu như thế này nha quý khách. À, trong một lô hàng của quý khách sẽ có đủ kiểu như thế này. Rồi, ai thích thì alo cho Quỳnh ha. Số điện thoại của em là 0949234525. Và rồi bây giờ thì em Quỳnh sẽ tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình hai cái dòng lô mai quấn rễ. Và đây thì em Quỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình hai cái mẫu rễ là hồ lô và bính. Đây ha. Thì cái mẫu bính này nó cũng giống như mẫu bính hôm trước, nhưng mà em vào cái chậu này là cũng là đồng chậu C5 luôn. Nhưng mà muối bính vẫn không thay đổi, muối bính thì nó vẫn to luôn nè cả nhà. Đây ha, muối bính thì nó cũng giống như cái muối bính trong trong cái chậu C6 vậy đó, nó cũng to như vậy luôn nè. Mọi người thấy cái muối bính nè, nó rất là rõ ràng mà nó to ha. Rồi, và khi mà em ship cho quý khách á là một cây như thế này nè, là em bán 55.000 một cây. Và em sẽ ship từ 6 cây và bao phí vận chuyển đóng vào thùng xốp luôn cho cả nhà mình. Và khi mà 6 cây đó thì em sẽ moi trước một cây làm mẫu cho cả nhà. Còn 5 cây còn lại thì Quỳnh không có moi ha cả nhà. Nếu như quý khách mà lấy hồ lô thì hồ lô Quỳnh cũng sẽ moi trước một trái hồ lô cho cả nhà xem. Thì cái hình hồ lô á là nó sẽ có hai cái vòng tròn, một cái vòng sơ dừa mà quấn rễ ở trên này nó có một muối thôi, một hoặc hai muối. Còn cái vòng ở dưới này á cả nhà, cái vòng thứ hai, vòng bự hơn cái bầu nè, nó bự hơn thì nó có là 1, 2, 3, 4 muối, có khi thì 4 muối, có khi thì 3 muối ha. Và thỉnh thoảng có khi cũng 2 muối. Nhưng mà 3 muối với 4 muối là thường cả nhà. 2 muối thì ít, thỉnh thoảng thôi. Và nói chung là cái này á, khi mà quấn vậy nè, mọi người thấy nó hai cái dòng rõ rệt không? Đó. Nếu bí á thì nó sẽ bằng một cái vòng tròn bằng. Còn hồ lô á là nó sẽ có một cái cục mô lên. Nên quý khách rất là dễ kiểm tra. Khi mà gửi 6 trái bí á, Quỳnh sẽ moi trước một trái như thế này. Và như thế này thì cả nhà cũng an tâm là cây nó không ảnh hưởng nhiều đâu. Nó ra rễ cám, rễ ra ngoài rồi nó về mình tưới nước thì lẫn lên rồi mình thêm giá thể vào ha.
Còn những cái trái kia thì những cái trái kia là Quỳnh không có moi lên, mình không có moi lên đó cả nhà. Và cả nhà muốn kiểm tra thì cũng kiểm tra bằng cách là lận cái miệng chậu xuống, rồi gạt cái lớp xơ dừa đi và gạt nhẹ thôi để thôi nó ảnh hưởng tới cái phần rễ cám á cả nhà ha. Đây khi Quỳnh gửi nè, năm trái còn lại nó sẽ giống như vậy nè. Đó, nó sẽ không có moi lên. Và Quỳnh sẽ moi mẫu trước một cam một trái cho quý khách xem. Thì Quỳnh xin nhắc lại ha, đối với cái mẫu này á là rất là lạ. Năm nay mà quấn cái kiểu hồ lô này rất ít người quấn và rất là lạ luôn. Đó. Và cả nhà thấy thích cái mẫu này, mình sưu tầm vài trái thôi thì alo cho em ha. Em ship từ 6 trái bính và hồ lô, 6 cây như thế này thì em sẽ bao ship 330 là em bao ship tới nơi cho cả nhà mình luôn. Và đối với cái dòng mai này á quý khách, đây chính là mai vàng ương hạt lộn xộn, không biết được mặt hoa nha quý khách. Nếu như mặt hoa đẹp thì mình để, còn không thì mình cắt mình ghép nha. Và cây á thì nó có chiều cao á là khoảng 3 tấc rưỡi 4 tấc đi lên ha cả nhà. Hàng bính thì nó có một số nó cao cao như vậy nè, còn hàng hồ lô thì như thế này đây, nó 3 tấc rưỡi 4 tấc, mà nói nào nó cũng đã rất là tốt rồi, nó bắt phân rồi. Quý khách thấy nó rễ nó ra, rễ cám nó ra như thế này rồi, và cây như thế này là nó đang rất là tốt. Và một điều nữa, thật ra tại sao mà nó lại như vậy, và cái muối cái rễ á cả nhà, cái rễ nó to và mình quấn công phu như vậy, là cái thời gian của cây mai hồ lô với lại là mai bính á, thời gian ương cái hai cái loại cây này nè, hai cái loại hình này nè, là nó phải mất gấp đôi so với những cái loại quấn rễ lộn xộn ha. Nên thành ra là Quỳnh phải nuôi và chăm nó gấp đôi cái thời gian của những loại kia. Và khi mà quấn vào đây và nuôi như thế này để nó ra rễ cám là mất cũng một thời gian rất là dài nữa ha quý khách. Nên nó tỉ mỉ hơn rất là nhiều. Vì vậy quý khách ơi, nếu mà thật sự mình thích một vài trái và một vài kiểu như thế này thì alo cho em Huỳnh ha. 6 cây là em ship rồi, 55.000 một cây. Và rồi ha, hãy alo cho Quỳnh, số điện thoại của mình là 0949234525. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi em Huỳnh.